hơn 19.000 điểm bỏ phiếu trên khắp nước này đã hoàn tất công tác chuẩn bị để sẵn sàng mở cửa đón khoảng 9,67 triệu cử tri đi bầu cử vào ngày hôm nay. Trong khi các nhân viên của Ủy ban Bầu cử Quốc gia vẫn đang kiểm tra lại thùng phiếu và lá phiếu, thì các cử tri vẫn còn thời gian để kiểm tra lại danh sách ứng cử viên. Cuộc bầu cử này rất quan trọng với tôi. Là một công dân, tôi phải chọn một nhà lãnh đạo mới đầy tin tưởng. Tôi sẽ chọn người hiểu được người dân muốn gì để giúp chúng tôi có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tham gia cuộc đua vào quốc hội khóa này có 8 đảng chính trị, trong đó có 3 đảng lớn nhất, gồm Đảng Nhân dân Campuchia CPP cầm quyền, Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia đối lập và Đảng Bảo Hoàng Funcipec. Giới phân tích nhận định cơ hội giành ghế quốc hội khóa mới sẽ chỉ tập trung vào các ứng cử viên của 3 chính đảng này, trong đó khả năng thắng cử của CPP là cao nhất. Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia hy vọng cuộc bầu cử lần này diễn ra thuận lợi, công bằng và minh bạch như mong đợi của người dân Campuchia và cộng đồng quốc tế. Trong các kỳ bầu cử ở Campuchia, đều có các quan sát viên trong nước và quốc tế tham gia giám sát. Hiện đã có trên 40.000 quan sát viên bầu cử trong nước và 85 quan sát viên quốc tế đăng ký tham gia giám sát cuộc bầu cử lần này.